Lâm Khánh Chi nguy cơ giải nghệ vì chuyển đổi giọng, mong tìm tình yêu U50. Sức khỏe của chị hiện giờ ra sao sau ca phẫu thuật dây thanh quản? Sức khỏe tôi ổn nhưng giọng vẫn còn yếu, bị bẹt. Bác sĩ bảo phải tầm 1 năm mới hồi phục, điều này ảnh hưởng nhiều tới công việc và cuộc sống hàng ngày. Tôi không thể livestream bán hàng thường xuyên vì nói một lúc phải nghỉ. Công việc ca hát cũng ngưng hoàn toàn vì không thể hát với tình trạng thế này. Giọng chị yếu, nói chuyện khó khăn, huống chi ca hát, chị đã chuẩn bị tâm lý nếu không thể tiếp tục làm ca sĩ. Trước khi lên bàn mổ, tôi lường trước rủi ro phải giải nghệ, chuyển đổi giọng là bước cuối cùng để tôi hoàn thiện trong hình hài một người con gái. Lúc này tôi thấy trọn vẹn và hạnh phúc với quyết định của mình. Tôi nghĩ nếu may mắn thì hát tiếp, còn không cũng xin khép lại sự nghiệp và xem đó như một ký ức đẹp. Dẫu sao Lâm Khánh Chi cũng đã làm nghề hơn 20 năm, mọi vinh quang, danh vọng, tiền tài đều có đủ nên không có gì phải nuối tiếc. Sau nỗi buồn tình cảm, tâm lý chị hiện thế nào? Tôi thấy cảm xúc chỉ tạm ổn định, dù thỉnh thoảng cũng nghĩ ngợi buồn lo. Hiện tôi tập trung công việc, không để bản thân vướng bận chuyện không vui. Tôi đặt mục tiêu cuối năm nay sẽ khép lại mọi thứ để bắt đầu một chương mới cho cuộc đời. Thời gian qua có vài người ngỏ ý làm quen, song tôi vẫn còn nặng lòng chuyện gia đình. Tôi không muốn quen người mới khi lòng còn vấn vương người cũ. Như thế vừa tội mình, vừa có lỗi với người ta. Vì suy nghĩ thế nên các mối quan hệ của tôi chỉ dừng ở mức độ bạn bè chứ không phát triển thêm. Mối quan hệ của chị và chồng cũ hiện đã tốt đẹp hơn. Tôi và anh Hùng làm bạn từ hơn một năm nay, con trai và gia đình hai bên nội ngoại đều muốn chúng tôi tái hợp để gây dựng lại tổ ấm. Chúng tôi cũng cố gắng lắm nhưng có lẽ chưa đủ duyên. Thôi thì cứ giữ tình tri kỷ, hỗ trợ và giúp đỡ nhau cũng tốt. Khi biết anh Hùng có bạn gái tôi cũng chạnh lòng, song cả hai đã chia tay lâu nên đó là quyền lựa chọn của anh ấy. Anh Hùng bảo nếu hai đứa không quay lại thì cứ tìm hạnh phúc mới đi, chứ bà một mình lủi thủi như vậy không hay. Tôi nghe lại vừa buồn vừa tủi vì cảm xúc không còn như xưa. Chị từng có một cuộc hôn nhân sôi nổi trên truyền thông và cũng đã đổ vỡ trong ồn ào. Lúc này chị liệu sẽ giữ kín hơn nếu tìm được hạnh phúc mới? Tôi cứ yêu hết lòng và thoải mái công khai chuyện tình cảm. Khán giả cũng rất trông đợi tôi viên mãn nên không có gì phải che giấu. Tất nhiên tôi cũng phải hỏi ý kiến bạn trai. Nếu anh ấy sẵn sàng bước ra ánh sáng, tôi sẽ giới thiệu đến mọi người và ngược lại. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, bản thân là kiểu người phụ nữ của gia đình, tại sao phải gãy đổ? Tại sao không trọn vẹn như người khác? Sau tất cả, tôi quan niệm vui được ngày nào ta cứ vui, hãy yêu như chưa yêu lần nào. Tôi muốn yêu một lần nữa để tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn. Tôi tự nhủ, phải cởi mở hơn, bởi cứ rụt rè, khép mình, bao giờ mới tìm thấy hạnh phúc. Nếu gặp người nào hợp, tôi sẵn sàng cho cả hai một cơ hội. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của chị lúc này là gì? Tôi thích người đàn ông từng trải, chăm chỉ và có trách nhiệm. Tôi không đặt nặng chuyện người ấy giàu có hay có tài sản không, vì tôi hoàn toàn tự chủ trong kinh tế. Làm trụ cột trong gia đình đòi hỏi rất nhiều thứ, phải ai từng trải mới hiểu. Ngày trẻ tôi mơ mộng nên đặt ra tiêu chuẩn về bạn đời, còn bây giờ mọi thứ đã hạ thấp nhiều rồi. Làm mẹ đơn thân ở tuổi U50, hẳn chị cũng nặng gánh. Tôi không áp lực kinh tế vì cũng có khoản tích góp riêng từ công việc ca hát và bán hàng online. Tuy nhiên tôi vất vả khi vừa phải làm mẹ, làm cha, vừa lo mọi thứ trong gia đình. Thiếu vắng người đàn ông trong nhà khiến cuộc sống đôi lúc mệt mỏi, không biết nhờ vả bấu víu vào ai. Hiện tôi lo kinh tế cho con 100%, không nhận bất cứ đồng nào từ chồng cũ. Tôi cố gắng làm việc tích lũy lo cho tương lai cho con. Đâu là điểm tựa để chị bước qua nỗi buồn? Ngay lúc khó khăn tôi cũng suy sụp, chán trường và muốn buông bỏ. Cuộc sống tôi chìm ngập nước mắt trong chuỗi ngày dài cho tới khi bừng tỉnh. Vực dậy ra khỏi mớ hỗn độn, tôi lao vào công việc, mở công ty riêng kinh doanh, ban ngày miệt mài làm việc, chiều tối về nhà chơi cùng con. Dù bận rộn, tôi thấy tâm trí được thảnh thơi. Cuộc đời này không gì là mãi mãi nên thay vì dựa dẫm người khác, chúng ta nên tự chủ cuộc đời mình. Việc thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với Hương Giang có khiến chị khó chịu. Tôi và Hương Giang vẫn vui vẻ bình thường, thỉnh thoảng hai chị em cũng nhắn tin hỏi thăm nhau trong công việc. Tôi hay khen Giang giỏi, tư duy và sản xuất dự án lớn không phải ai cũng có thể làm. Tôi sẵn sàng tư vấn hỗ trợ Giang hoặc chỉ cần em ấy cần tôi sẽ xuất hiện. Tôi không phải kiểu người sân si hơn thua vì quan niệm mỗi người đều có một vị trí và sự thành công khác nhau. Ngày xưa còn ca hát, tôi lấy Mỹ Tâm làm cột mốc phấn đấu. Bây giờ Hương Giang cũng là hình mẫu để tôi nhìn vào. Nếu ai giỏi, tôi càng thích nhìn họ để hoàn thiện bản thân. Đó cũng là điều hay, tạo nhiều dấu ấn cộng đồng cũng giúp ích cho người trong cộng đồng. Suy cho cùng, kể cả tôi hay Giang cũng mong làm nhiều thứ để tiếng nói của LGBT lan tỏa mạnh hơn. Người chuyển giới phần nhiều sống bấp bênh và nhiều trắc trở, chị mong mỏi điều gì cho cộng đồng? Tôi và các anh chị, bạn đều mong muốn công nhận giới tính. Điều này mọi người cũng đã ý kiến nguyện vọng từ rất lâu. Mới đây, đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị việc quy định cụ thể quyền chuyển đổi giới tính. Tôi hy vọng luật sớm được thông qua, giúp mọi người có đầy đủ giấy tờ hộ tịch, nhân thân để thuận lợi hơn trong cuộc sống.